Thưa quý vị, từ ngày 4 tháng 10 năm 2022 đến ngày 6 tháng 10 năm 2022, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Phước Sơn dẫn đầu đã có chương trình thăm và làm việc tại Hàn Quốc nhằm xúc tiến các hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch MICE, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch ghost từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng sớm phục hồi lượt khách từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng như trước dịch Covid-19. Tham gia cùng đoàn có trưởng ban tuyên giáo thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc với công ty Mostour và công ty Hanatour, Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn cho rằng, Việc Hàn Quốc dỡ bỏ quy định xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR trong vòng 24 giờ sau khi đến Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 là điều kiện thuận lợi để người Hàn Quốc đi du lịch và khách du lịch đến Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng, tập trung thu hút nguồn du khách chất lượng cao, đặc biệt là khách MICE, du khách Ghost và nghỉ dưỡng tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, tạo điều kiện tổ chức các sự kiện lễ hội du lịch quốc tế, tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới và nâng cao trải nghiệm của du khách Hàn Quốc khi đến Đà Nẵng. Việc tổ chức thành công diễn đàn phát triển đường bay châu Á 2022, lễ hội du lịch Ghost Đà Nẵng 2022 và đạt được nhiều danh hiệu, điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á năm 2022 là các điểm sáng trong công tác truyền thông của Đà Nẵng tại Hàn Quốc ông Lee Woo-jong, tổng quản lý ban quản lý sản phẩm Most Tour nhấn mạnh Đà Nẵng là điểm đến được yêu thích nhất của người Hàn Quốc, đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành và tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng đến các đại lý và kênh phân phối sản phẩm của Most Tour tại Hàn Quốc cũng như các kênh trực tuyến của Most Tour. Phối hợp tổ chức các đoàn Fresh Trip Hàn Quốc đến tham quan và khảo sát thành phố trong năm 2023. Công ty Mostur đặt mục tiêu năm 2023 sẽ phục hồi 70% lượt khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng như cùng kỳ năm 2019. Ông Oh Jae-hoon, Giám đốc hoạch định thị trường Đông Nam Á, Công ty Hanatour cũng khẳng định trong năm 2023, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng lượng khách đến Đà Nẵng vượt mốc năm 2019. Hana Tour cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc, đồng thời chia sẻ lo ngại về sự thiếu hụt số lượng hướng dẫn viên tiếng Hàn tại Đà Nẵng trong mùa cao điểm và cũng mong muốn Đà Nẵng đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch chất lượng cao để thu hút khách du lịch có khả năng chi tiêu cao phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần phước sơn đề nghị công ty mostur và hanatur hỗ trợ quảng bá du lịch đà nẵng cũng như giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch mới của đà nẵng trên các kênh mạng xã hội tại hàn quốc các nền tảng phương tiện của hai công ty và các đơn vị lữ hành đại lý du lịch của đơn vị phối hợp xúc tiến đưa các sự kiện du lịch văn hóa giải trí lớn của hàn quốc đến đà nẵng và mời các đoàn fresh trip người nổi tiếng từ hàn quốc đến khảo sát trải nghiệm tại thành phố Đồng thời, giao cho Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Most Tour và Hana tiếp tục đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch Đà Nẵng tại thị trường Hàn Quốc, trong đó chú trọng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch MICE và du lịch Ghost. Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và số lượng hướng dẫn viên, chuẩn bị điều kiện thuận lợi để sớm phục hồi nguồn khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng như trước dịch COVID-19 thành phố cũng sẽ có kế hoạch làm việc với tổng cục du lịch về việc phối hợp lồng ghép các hoạt động truyền thông quảng bá xúc tiến du lịch của địa phương tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về thị thực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách hàn quốc cũng trong dịp này, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc và làm việc với ông Lý Sương Căng, đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc. Hai bên đã trao đổi về việc phối hợp cung cấp thông tin xúc tiến du lịch Đà Nẵng đến các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc, đồng thời xúc tiến công tác chuẩn bị cho lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ hai tại Đà Nẵng trong năm 2023.